Ồ, trường mà. Không, bước qua bên kia không được đâu. Trường lắm. Trường lắm. Trường lắm. Chào các bạn, hãy cùng khám phá với Khánh Ngân nha. Tại vì cái chỗ này á, nước nó cạn mà nó cũng đẹp nữa, cho nên là Khánh Ngân xuống tò mò và muốn quay những cảnh này, cái cảnh vật thiên nhiên ở đây á, cho mọi người xem. Đây, nhưng mà chắc không dám ra chính giữa đâu. Nè, mát nè mọi người, đã lắm luôn. Thì những cái cảnh vật á, thiên nhiên ở Canada nó cũng giống như là những cái sông suối ở chỗ nơi khác, nhưng mà thông thường á, được một cái chỗ mà Khánh Ngân ở thì nó gần cái khu vực hoang đạo cũng như là những cái con sông này, cho nên rất là đẹp. Đây, những cái viên đá này á, mọi người biết không, tại vì nó trơn làm luôn, cho nên là Khánh Ngân không có dám bước xuống, chỉ vì muốn đem đến những cái video mới và vui cho quý vị và các bạn, cho nên là Khánh Ngân xuống để mà quay cái này, nước suối chảy nè, cho nó thêm một cái phần gì đó gọi là thú vị.